Thì xin thưa các bạn, ta phải hiểu u sơ là gì thì ta từ đó ta đánh giá vấn đề sử dụng ăn chay. U sơ là một cái dạng là nó phát triển các cái tế bào sợi và tế bào cơ ở trong cái cổ tử cung của phụ nữ. Cái bệnh này thì nó ảnh hưởng đến sinh sản, mà thường cái bệnh này là hay phát triển ở giai đoạn là rối loạn nội tiết. Nếu tuổi từ 40 cho đến 55 là giai đoạn đỉnh điểm của rối loạn các tuyến nội tiết thì hay mắc cái bệnh u sơ. Vậy khi ta uống ăn chay này thì có tác dụng gì trong vấn đề là u sơ, và nó khi uống thì có hiệu quả như thế nào, nó có bớt đi không, thì xin trả lời như thế này. Cái u sơ là nó do phát triển của tế bào sợi nằm ở trong hoặc dưới ở cái cổ tử cung đấy. Nếu chúng ta phát hiện sớm mà chúng ta điều trị nó, ta hỗ trợ điều trị mà nó nhỏ đi thì rất thuận lợi. Nhưng nếu chúng ta để lâu nó to thì ảnh hưởng đến sinh sản. Vậy dùng ăn chay có tác dụng gì? Khi dùng ăn chay thì ta thấy thành phần ăn chay là một cái sản phẩm mà có 11 cái thành phần. Và trong đó có một thành phần mà có cái thành phần trong sản phẩm đó là cao rau má. Cái cao rau má thì chúng ta thấy là chúng ta thường dùng, mà nhân dân dùng từ lâu rồi, trong đó có nhiều cái alkaloid, nhưng đặc biệt trong đó cái cao rau má có tác dụng là chống lại cái tăng sinh của tế bào sợi. Cho nên khi ta sử dụng ăn chay thì làm cho cái tế bào sợi, tế bào cơ không phát triển, không to lên, cho nên là tác dụng điều trị với cái u sơ rất tốt đối với sản phẩm ăn chay.